Bộ kinh Vô Lượng Thọ này triển khai rộng ra là gì? Là giao phả của quý vị. Trong đó nói về lịch sử gia đình quý vị, những việc trong nhà quý vị, không phải việc bên ngoài, không liên quan gì đến người khác, hoàn toàn là nhà mình. Nếu có ai hỏi nhà quý vị như thế nào, hãy tặng cho họ một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, nói nhà tôi là như vậy đó. Quý vị xem tự tại và vui biết bao. Quý vị thật sự là người có phước đức lớn. Người phước ở đất phước, chỉ cần quý vị ở Hồng Kông, khu vực Hồng Kông này sẽ không bị thiên tai, không cần dùng lục hòa kính, chỉ một người là đủ rồi. Đây là sự thật không giả dối tí nào. Vấn đề ở chỗ chúng ta có thấu hiểu được hay không? Thấu đến trình độ nào? Trùng trùng vô tận ở đây có độ sâu. Chúng ta nghe kinh, đọc kinh, tự nhiên sẽ có pháp vị. Nếm được pháp vị rồi mới thật sự tin lời người xưa dạy. Thế vị không nồng bằng pháp vị. Mùi vị của thế gian không đậm bằng pháp vị. Thế vị không nồng bằng pháp vị. Quý vị thật sự nếm được rồi. Tâm thanh tịnh hiện tiền, tâm bình đẳng hiện tiền, trí huệ cũng hiện tiền. Quý vị được đại tự tại. Tâm tự mẫn hiện tiền, tâm thương yêu hiện tiền. Nhìn thấy chúng sanh gặp khổ nạn như ngày nay, quý vị sẽ lân mẫn và giúp đỡ họ. Dùng cách nào để giúp họ? Dùng phương pháp nghiêm chỉnh tu tập để giúp họ. Người khác không nhìn thấy quý vị tu hành chân chánh. Khoa học ngày nay nói, làn sóng của quý vị không ngừng hướng ra ngoài phát đi, sẽ có lợi đối với họ. Đạo Phật gọi là phóng quang. Quý vị thấy hoa sen ở thế giới cực lạc phóng quang, trong hào quang có Phật, Phật lại phóng quang. Ngày nay chúng ta học tập, ta cũng đang phóng quang. Tuy bản thân mình có chướng ngại nên không nhìn thấy, nhưng thật sự là đang phóng quang. Trong kinh Đức Phật dạy, ý niệm của ta vừa khởi đã châu biến pháp giới rồi. Trong Hoàng Nguyên Quán nói như vậy, lẽ nào lại nói sai? Ý niệm của chúng ta, bất luận vô tình hay cố ý, đều có thể xuất sanh vô tận. Và hàm dung không hữu. Đây là tánh đức không thể nghĩ bàn. Quý vị có trí huệ, tự nhiên sẽ hiểu được dùng phương pháp nào để giúp những chúng sanh khổ nạn, giúp cho quả địa cầu này.